nhanh ai tưới đất bảo hà những mùi phong nguyệt đó là thần tiên. Quanh đồi chim hót trước sân đê, chúc mầm thấp thấp cao trăng thanh ngọn cảnh vườn đào thấy vầng nghi trăng nghi khuyết ba sao ý ngựa rời đình bảo là nơi thanh tích ông bảy hoa thật đích chung quân sinh thời là tướng chung thần sinh thời là tướng trung thân màn mường nung trại sơn dân đảo cầu khắp các châu quy đầu vọng bái các châu quy đầu vòng bái thổ mãn mường dâng tiên cỏ thú vui điếu thuốc chén trà tâu thỉnh quan hoàng nghỉ sớm ôm nhang khói đăng nhang phụng tình chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nghinh hoàng đi chấm đồng hoàng bảy có phép thần thông. Sang bản đền buôn dân đến đảo cầu, con này mở kho tài lộc cấp lương, cấp thực, cấp ngân, cấp xuyến. cho cái quan thầy họ Trần có đồng gân đầu xuyến xây đền Đáp Phủ cho muôn đời sau phụng sự đèn nhang rồi. Hoàng dáng đền Giáng Phủ chứng tâm cho cái họ đạo núi ngày hôm nay nhất tâm một màu áo thắm chân quỳ vai kiểu Bắc ngài mẫu ngực Bắc ghế hoàng ngồi. Hoàng nai sáng bản đền hôm nay nhà Hoàng chứng tâm nhờ cho Thủ Nhang Đồng Đền sở tại nhà Hương Tôn bản hạ pháp sư đảng ca trúc thánh nhị biểu dân Chu Thanh Đồng trên đệ tử con nhang các lính các ghế nhỉ. Hôm nay chồng trực cửa hoàng nhà nào cũng có lộc hôm nay nhỉ. Hoàng nai sáng bản đền hôm nay Hoàng chứng tâm nhỉ. Quán hoàng say như đi gió về mây say cùng trăng nước giờ đây được thái bình. Kinh ngóng say ngài hòa phú ngâm ngâm thi đàn thông phách chúc cho nhà được tiếng ca. Bốn chữ đề đức năng mà tương tuy hoàng chót say một là ti với đời. Ông khuyên ai giữ đạo làm người đến tới cửa Phật lấy chính gì đã hơn cả. Từ con Nam Tàu bắt đầu mình trần phàm lao ấu chép biên những ai là người chung chính hiền tu tâm mà giữ đức hoàng bề chép yên cho thọ trường. Lỗi lầm hòa giá chi đâu sở nguyện thì được như ý sở cầu mới được tòng tâm. Đứng anh linh ông bảy soi đời vời vợi ai mất chữ tâm thời tội phải mang. Chưa có ai khoe đã giữ tròn đạo muôn phần cây đức mà đã kém tân bầy còn cân sao thăng bằng. Tông bầy phải ra gió mưa tiếng mà rửa sạch bụi chặt thanh cao rồi được 10 phần này cho thanh cao. Chữ thương thường treo cao giá ngọc chữ tam tùng từ đức nước quyên ghi đệ tử con đặt gối tông quỳ bảo hà xin ông hoàng bảy ngài về độ chi ngài chính. Lệnh sai thập nhị cô tiên nàng cô nào cô ấy mau mau sửa sang ra theo cả dân nghe nước trà tàu thế là vừa ý bảy hoàng bộ gối ông ba cho. Nàng ôi dân bộ khánh đèn dọc ngà thu suối mắt mắt tim chui nàng vàng. Nàng bà dân nghỉ hộp quốc ngang thế là vừa y ông bầy hoàng trên chốn sơn lớn lắm. Yên cô nàng tươi đốt đốt đỉnh nhang trầm khêu đèn cho tỏ tay cầm đôi móc tinh tinh dâng kéo bánh bánh lên yên cô nàng nằm ai dâng kéo bánh bánh lên kéo siêu cùng với thuốc thuốc cốc cốc thành thần tiên ai dám đi. Gầy 4 năm cũng nghe non là nàng tám dâng chiếc lược hà tiên cô nàng tám dâng chiếc lược hà đôi tay trái suốt suốt ôi thật là khéo tay. Đôi giày vào hầu cô nàng mời thắt đáy lưng ngông y cánh ba vào giờ thì cuộc cầm đèn lồng và bước bước đôi bên ông bầy hoa. Thổ cõng hơi đôi nó lênh hoang tẩy xa